Thì tốc độ trận đấu đã giảm xuống và không còn được đẩy lên đến mức cao. Liên tiếp có những pha va chạm giữa Sama cùng những cầu thủ tấn công của Hòa Phát Hà Nội. Người bị đau bây giờ là William Dos Santos. Sama rõ ràng là một trong những cầu thủ rất khỏe. Cho Hòa Phát Hà Nội có được một điểm với tư cách là đội chủ nhà trong trận đấu đó. William Dos Santos. Đó là pha truy cản rất hợp lý của trung vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội ACB. Đây là một trận đấu rất vất vả của Sama, bởi một mình anh sẽ phải theo kèm cả Da Silva và William Dos Santos, cặp tiền đạo của Hòa Phát Hà Nội vào thời điểm này. Sama theo Da Silva như hình với bóng. Da Silva là một cầu thủ không còn lạ lẫm gì với bóng đá Việt Nam. Anh đã có một mùa giải vô cùng thành công với Hòa Phát Hà Nội ở mùa giải trước, một mùa giải tốt đầu. Không được. Vừa rồi thể hiện được điều đó. Rất tỉnh táo. Cũng là một đội bóng thể hiện được điều đó. Rất tỉnh táo. Rất may cho Hà Nội ACB, đó là thủ môn Việt Cường vẫn xuất sắc và vẫn đứng vững. Trên băng ghế dự bị của Hòa Phát Hà Nội trong trận đấu này có những cầu thủ như là thủ môn Esile, số 5 Nguyễn Anh Tuấn.